Đây là chiếc boomerang nha. Mình hướng dẫn các bạn chơi này. Khi bạn ném boomerang ra ấy. Đây. Các bạn cái cánh vật ấy, cánh ấy bị bẻ nghiêng góc 10 độ thì các bạn để bên tay phải nhá. Hãy để nghiêng bên tay phải này. Sau bạn đưa ra này. Đó. Các bạn nha. Ok, vừa rồi mình đã chơi chiếc boomerang bằng giấy. Mình đã làm hoàn toàn từ bằng bìa cắt tông, bìa những quyển vở và những hộp bánh đã hỏng bỏ đi. Mình đã tận dụng những cái tấm bìa đó để tạo ra thành một chiếc boomerang bằng giấy như thế này. Như vừa rồi mình đã phi cho các bạn xem á. Giờ các bạn nào yêu thích hay là muốn sở hữu chiếc boomerang như này thì hãy cùng theo dõi mình cách mình hướng dẫn làm và cách chơi nhé. Ok chưa? Giờ mình sẽ về hướng dẫn các bạn làm chiếc bao răng và giấy như này nhá. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và đăng ký kênh để xem thật nhiều các clip hay hơn như này nhá. Xin chào các bạn. Rồi, ok. Thì để đầu tiên các bạn nào chiếc bao răng thì các bạn chuẩn bị cho mình một tấm bìa. Bìa như hộp bánh và bánh kẹo bỏ không. Chúng ta tận dụng những hộp bánh này để tạo thành chiếc boomerang. Được chưa? Thì các bạn dụng thì các bạn chuẩn bị một cái kéo, một chiếc dao dọc giấy và một cái thước và một cái compa để chúng ta tạo một cho nó một cái cỡ hình tròn. Đó. Giờ chúng ta bắt đầu cùng làm chiếc boomerang nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái hình tròn. Sau đó tạo tiếp một hình tròn nuôi về khoảng độ tầm 2 cm. Sao các bạn lấy cái cỡ như này. Các bạn để ý mấy cỡ này nhá. Đây, các bạn chấm một điểm bất kỳ. Chúng ta tạo một cái đường dấu x ở đây. Đấy, chúng ta sang đây. Thì chúng ta sẽ đánh 3 điểm này. Cân nhau. Được chưa? Chúng ta tạo một đường tròn ở giữa. Chúng ta dùng thước kẻ và đánh dấu ở điểm ở đây là tầm đây này. Khoảng cách của chúng ta là 2 cm, cái đường cánh rộng là 2 cm. Mình sẽ cho là mỗi bên 1.5 cm cộng vào là 3 cm. Vậy là chúng ta đã phân chia được các cánh của chiếc boomerang. Mình sẽ đặt đây là 3 cm.
chiều rộng là 3 cm. Giờ mình sẽ vẽ. Vậy là mình đã phân chia cánh của chiếc boomerang. Rồi chúng ta lấy kéo để cắt theo cái đường này nhé. Đó. Vậy là mình đã cắt xong chiếc boomerang. Bây giờ chúng ta đi tạo một cái cánh cho chiếc để tạo cho một hướng gió bay cổng cung như này. Các bạn để kê vào cạnh bàn ấy, tạo sao cho một cái đường cong vênh khoảng 10 độ, cong vênh khoảng 10 độ. Đó. Vậy là đã xong nhé. Đó. Khi bạn gấp xong ba cái cánh này nghiêng góc 10 độ như này thì chúng ta sẽ được chiếc boomerang như này. Và giờ mình sẽ phi thử xem nào.